Mát quá. Hôm nay xài lâu vội. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. À làm. Xin chúc mừng ngày quốc tế hạnh phúc. Mới rửa mặt xong. Hôm nay hẹn được về sớm, ngủ sớm, không có đưa. Đại khái là tối hơn ngày hôm nay, không có đi về khuya như mấy bữa nữa. Có thời gian livestream. Có thời gian livestream. Mặt mỏng chị hay đẹp quá. Đi bắn tim. Cảm ơn nha. Cảm ơn Hải Yến nha. Hôm qua thì Hen đang ở Hà Nội. À, sáng nay mới bay về Hà Nội. Xong tới trưa Hen đi quay. Bây giờ được về. Về là mới được tắm rửa xong. Ôi, sao mọi người coi livestream của em nhiều ấy? 1k rồi. Hồi xưa hả? Ui, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hen di chuyển rất là nhiều và mấy ngày nay á, các bạn biết là Hello my FC. Swadika. Mấy thời gian bữa nay gọi là make up liên tục trong những ngày vừa qua. Thành ra là Hen không có thời gian ăn uống và đắp mặt nạ. Không có thời gian đắp mặt nạ kỹ và cũng như là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Đó là một cái điều mà Hen đang cảm thấy rất là buồn. Bữa nay đẹp quá chị yêu. Cảm ơn Pi nha. Hôm nay ok, chúc Hen ngày quốc tế hạnh phúc. Thật hạnh phúc. Đúng rồi, hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc. Phải lưu giữ những kỷ niệm thật hạnh phúc vào. Ngày mai Hen cũng có một chuyến bay à, cũng chưa. À đúng rồi, mai Hen đi đi Hải Phòng. Xong rồi sẽ đi Quảng Ninh nữa. Không biết là có ai đang coi livestream này đi Hải Phòng hay Quảng Ninh, đang ở Hải Phòng hay Quảng Ninh không? Thôi nói đùa thôi. Hôm nay Hen vừa livestream, vừa nói chuyện với mọi người, vừa tương tác với mọi người, vừa chia sẻ bí quyết dưỡng da của Hen sau những ngày mà gọi là liên tục di chuyển và make up rất là nhiều. Mọi người hỏi Hen là tại sao make up nhiều như thế mà da cũng gọi là không có nổi mụn như ngày xưa lúc mà Hen mới làm người mẫu á. Make up ví dụ như là những cái, lúc mà Hen quay Next Top Model á là mụn kinh khủng lắm. Xong rồi không biết chăm sóc da. Bây giờ mới gặp lại mấy anh chị ekip trong Next Top á, bảo là bây giờ em chuyên nghiệp rồi chị. Trước khi make up cũng phải dưỡng da và sau khi make up phải tẩy trang thật sạch và dưỡng da tiếp. Nhưng mà mấy ngày nay của Hen là Hen phải dậy từ rất là sớm và make up tới khuya mới xong. Thường là ngày nào cũng để cái lớp make up trên da hết. Đó là cái mà Hen muốn chia sẻ với chị em chúng ta ngày hôm nay. Đó là chúng ta phải luôn luôn dưỡng da. Và có rất là nhiều cái cách dưỡng da khác nhau. Không biết là chị em nào có muốn chia sẻ với Hen không? Ok. Chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay được đi ngủ sớm. Đấy, dạ bộ cũng điệu điệu này. Kiểu như tóc thì ngắn cũng điệu điệu chùm chùm. Em xin chào Trần Hoàng Vũ. Hello anh Milo. Ngại quá à, khi nào livestream cũng nhờ gọi nhau hết trơn, ngại ghê. À, ba mẹ. Không, bây giờ là em thiếu á, em phải đóng hết tường cơ. Bây giờ là tạm như vậy là đẹp rồi. Ui, chị Lâm Vĩ Dạ. À, em xin chào chị. Giờ này chị khỏe không?
Em coi hài của chị về anh Đức em vui quá. Em mới biết cuộc tình của chị về anh Đức. Hello. Ngày hôm nay Hen mới Hen mới rửa mặt xong. Đó là sản phẩm rửa mặt của Hen này mọi người. Sản phẩm này của No Wage của Oriflame. No. Hen giản dị mộc mạc hay quá. Các bạn có biết là trong thời gian vừa qua của Hen là di chuyển rất là nhiều. Và bây giờ thì chuẩn bị sẽ đi ngủ. Ôi, mình cứ livestream lặp đi lặp lại này, vừa đọc comment cái quên mất làm comment trước. Ok. Rồi. Mình đang livestream chia sẻ phương pháp dưỡng da mà cuối cùng lại ngồi đọc livestream của mọi người. Hen vừa mới rửa mặt xong. Và cái lớp rửa mặt của Hen này là có thêm toner. Tức là đây, quên mất. À, mỗi người đều có những cái cách dưỡng da riêng đúng không? Thì ngày hôm nay Hen sẽ chia sẻ bí quyết dưỡng da của Hen. Tại sao Hen makeup liên tục như vậy mà da không có bị mụn như ngày trước? Đó là trước khi makeup cũng phải dưỡng da, sau khi makeup cũng phải dưỡng da, và cái quan trọng hơn hết đó là phải tẩy trang thật sạch. Và ngày hôm nay Hen sẽ chia sẻ bước dưỡng da của mình trước khi đi ngủ. Hen thì đang sử dụng sản phẩm Ecollagen của Oriflame. Thật sự tại vì khi mà Hen dùng cảm thấy tốt và da nó có độ đàn hồi tốt, giúp Hen makeup thì nó ăn hết cái lớp. Tức là khi mà bạn makeup á, bạn mà makeup mà nó không ăn vào da ấy, mọi người sẽ bảo là da không ăn makeup. Còn nếu mà bạn makeup xong da của bạn nó fit vào 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 da ấy, thì mọi người lại bảo là da của bạn ăn makeup. Và Hen cũng đã bắt đầu sắp bước sang tuổi, còn 3 năm nữa là bước sang tuổi 30 thì mình phải sử dụng nhiều phương pháp dưỡng da hơn. Mọi người bảo là qua tuổi 30 á mình cũng dễ tăng cân này, tăng cân rất là khó giảm. Và cái thứ hai là da của mình nó không có độ đàn hồi tốt, không có tốt kiểu như là lúc mà mình còn trẻ đâu. Thành ra là cái mức độ mình phải dưỡng da và tẩy trang phải càng kỹ hơn, phải làm kỹ hơn. Thì với sản phẩm của Hen đang sử dụng hôm nay thì Hen đang sử dụng Oriflame Ecollagen. Đó là sản phẩm rất là tự nhiên. Bước đầu tiên của Hen là sử dụng serum mặt. Serum mặt này thì nó có toner luôn, thành ra là nãy mọi người thấy đó, Hen vừa mới rửa mặt xong là Hen cứ vỗ vỗ và lau một ít nhẹ nhẹ, tức là sợ ướt mắt, cay mắt thôi. Cái lớp nước thì nó mình đã rửa rồi, có cái lớp nước nước đó thì kiểu làm cho mát. Thì thói quen của Hen sau khi rửa mặt là không có lau hết, là sẽ vỗ vỗ cho nó mát cái làn da của mình, cũng như là có một cái cơ hội để massage. Không biết là mọi người đang sử dụng sản phẩm với lại cách dưỡng da của mọi người như thế nào nhỉ? Skin Pro, trời ơi. Rồi mọi người chia sẻ với Hen coi. Đúng rồi, khi mà chúng ta mà ở cái độ tuổi này mà chúng ta dưỡng da tốt á, thì vào tuổi 30 đại khái là nó dễ lão hóa cực kỳ luôn. Dễ nếp nhăn, dễ không có ăn phấn như hồi nãy Hen nói. Nên là bây giờ còn trẻ cứ phải chăm sóc da thật kỹ để khi lúc đó nó không có bị đổi một cách rất là choáng ngợp. Bước tiếp theo của Hen đó là dưỡng mắt. Các bạn phải dưỡng mắt nha. Hen không có thời gian ngủ nhiều, nhưng ngày hôm nay của Hen nha là Hen ngủ từ lúc 1 giờ sáng tại hôm qua. À, hôm qua Hen nhận giải được bằng khen thưởng của được khen thưởng 10 gương mặt tiêu biểu của năm. Xong rồi đi ăn với mấy chị tới khuya mới về 2 giờ. Hôm qua hình như là 1 giờ Hen mới được đi ngủ, xong sáng nay 5 giờ bay về Sài Gòn. Hôm qua là Hen ngủ được 3 tí, 4 tí. Và 4 tí như vậy nếu mà không dưỡng mắt thì đó là một điều cực kỳ thiếu. Vùng mắt của mình là vùng mắt mà gọi là dễ dàng bị lão hóa nhiều nhất. Hen cũng sử dụng sản phẩm trong cái một bộ sản phẩm của Oriflame thì nó có 4 bước là sữa rửa mặt, là có dưỡng mắt, có serum và có dưỡng da. Thì chỉ cần
bốn bước dưỡng da như vậy thì đã đủ cho một bộ sản phẩm như vậy có thể đủ một cái lần dưỡng da của mình. Tại sao mọi người dưỡng da có một lần về nhà nha, hay thấy mẹ hen là chỉ có bôi một cái kem lớp kem dưỡng vậy thôi, thật sự là nó sẽ không đủ những cái gọi là dinh dưỡng. Tức là khi mà mình sử dụng kết hợp nhiều như vậy á, nó sẽ làm những cái sản phẩm nó kiểu như hấp thu nó tốt hơn. Ví dụ như là tại sao mình phải dùng cái toner trước khi mình sử dụng kem dưỡng da, bởi vì cái toner nó có tác dụng serum mọi người. Tại sao lại sử dụng serum trước khi mình sử dụng kem dưỡng da, là bởi vì là serum, khi mà mình dưỡng serum á, thì cái lớp dưỡng da của mình nó sẽ thấm vô da kỹ hơn. Đây là lớp dưỡng mắt của Hen, cũng xài e-collagen luôn. Những sản phẩm này thì rất là tự nhiên, nó mùi nó rất là nhẹ và mùi nó thơm rất là dịu. Hen là ở trên núi trên rừng mà, những cái gì mà nhẹ dịu thì rất là thích hợp với Hen. Đấy, da nó không khi nào cũng phải ướt. Khi mà mình dưỡng da của mình á, là mình dưỡng da mắt á mọi người, đừng có đè bằng tay này nha, tại vì tay này nó có lực rất là mạnh. Khi các bạn dưỡng bằng cái tay này thì đè cái mắt mình nó không có tốt. Cái gì mắt á cũng phải là những cái thứ nhẹ nhàng hết, nên cái sản phẩm này của Hen dùng nó có cái miếng lăn nữa. Đây là Hen đang sử dụng sản phẩm chống lão hóa luôn nha. Da Hen đã, cái vùng mắt của Hen nó bắt đầu nhăn rất là nhiều rồi. Tôi sắp già rồi, tôi sắp nhập khó rồi. Bài chế, đừng có nghe. Đấy, mắt là cực kỳ quan trọng. Đây này, Hen là bây giờ nhanh ở vùng này nè. Hen bây giờ rất là kỹ ở vùng này của Hen. Mình rất hâm mộ chị, thấy chị thành công hôm nay. Cảm ơn nha. Mà Lâm Vĩ Dạ, mẫu hậu xin chào Huế hậu, nhớ hoa hậu quá, lâu rồi không quay game show chung, hẹn bữa nào tái ngộ. Bây giờ em không biết là em like cái trang gì của chị đó, chị Lâm Vĩ Dạ, mà suốt ngày là em thấy chị xong rồi thấy chị với lại mấy cái gì, cái fanpage của chị mà đại khái là đáng yêu cực kỳ luôn. Em mới biết chuyện chị với lại anh Đức ấy chứ, mà chị bớt bắt nạt anh Đức nha, thấy thương lắm luôn á. Không, nhưng mà có người yêu cũ như vậy đỉnh quá chị ha. Đấy, mình phải dưỡng mắt, không là mắt ra gấu trúc, nhất là một người mà ít dưỡng da như Hen. Rồi, cho nó thấm, vỗ cho nó thấm. Hồi trước Hen không có sử dụng dưỡng mắt. Một chị người mẫu, bạn của Hen bảo là mình phải dưỡng mắt kiểu như là lớp, ví dụ như là lớp mắt nếu mà không dưỡng á, thì lúc mà trang điểm á, nó cũng không có kiểu như nó không có căng chỗ đó, nó cứ nhăn xong rồi nó cứ có cái lớp gà gà ta, lớp gì ta, xù xù lên á, nó không có, nó không tốt. Chị ơi, chị không dự định casting Victoria's Secret hả? Câu hỏi không biết trả lời làm sao luôn á. Rồi, đâu à, con mắt à. Đó, những cái bước mà, tại vì cái bước dưỡng da rửa mặt của Hen là có cái lớp toner rồi. Thường hồi trước là có toner nữa, có một chai toner cũng xài của Oriflame luôn, cái chai cao cao trắng trắng á.
Bây giờ là xong, bây giờ xài cái sữa rửa mặt này thì nó có cái phần toner luôn, thành ra là chỉ cần rửa mặt nó có cái lớp toner sẵn, dưỡng, có cái độ ẩm rất là mịn luôn, tức là nó không có bị khô, không có bị kiểu như rag, mà nó rất là dịu luôn, cảm giác giống như là mình đã xài một cái lớp toner rồi. Bước tiếp theo của Hen là sử dụng kem dưỡng mắt để cho nó dưỡng sâu. Bước tiếp theo của Hen nữa là bước tiếp theo của Hen cũng là xài sản phẩm serum của Ecolagen của No Way luôn. Chị gái mình cũng xài bộ Rise of Fly này. Dạ hả? Da em bắt đầu cũng giống chị Hen, tự hào. Đúng rồi, da của mình là bắt đầu lão hóa rồi, nên là mình phải dưỡng da rất là kỹ, và nhất là sản phẩm liên quan đến collagen. Thì những sản phẩm này nó có, tức là nó không chỉ là nó tại vì collagen, các bạn sẽ tưởng tượng là collagen là gọi là nó tạo, tái tạo từ bên trong, và qua bao nhiêu tuổi, cái tức là nó có, hay không biết, bác sĩ hồi trước là hay ở gặp chuyên gia, bác sĩ bảo là cái lớp collagen của mình á, càng lớn là cái nó không có cái độ gọi là sinh ra hả, không biết dùng sao, đại khái nó rất là yếu, thành ra là mình sử dụng sản phẩm mà liên quan đến collagen nó rất là tốt. Còn sản phẩm này nó tốt hơn nữa, bởi vì là nó sản sinh collagen nội thế thay vì thuần cung cấp ở bên ngoài, đúng không? Nãy mắt dùng rồi, như là bông nhẹ nhàng, như các bạn nhẹ nhàng với làn da của mình, càng nhẹ nhàng càng tốt. Với lại sau khi dưỡng da thì các bạn phải vỗ lên làn da của mình, phải vỗ để cho thấm này, có độ đàn hồi này. Tại sao mình lại sử dụng serum? Serum là một cái bước mà Hen thấy là không thể thiếu, tại vì ví dụ như là thường là ví dụ như là nếu mà Hen có quên dưỡng mắt vào cái lúc mà Hen make up đi chăng nữa, nhưng mà không bao giờ thiếu cái phần serum, tại vì serum á, nó làm cho, nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ thấm cái phần dưỡng da của mình, cái kem dưỡng ẩm của mình nó tốt, rồi nó thấm luôn cả cái kem nền của mình, rất là hiệu quả, gọi là ăn make up á các bạn. Vỗ. Hello Bella, dưỡng da cùng Hen nào? Đáng lẽ là mình phải đăng status là dưỡng da cùng Hen nào. Hồi xưa lớp dưỡng da của Hen nó rất là ít luôn, cực kỳ ít luôn, không có xài mà kiểu như là 4 bước như bây giờ. Hồi xưa xài đúng 1 bước, nên cái thời điểm đó hèn chi mà Hen bị mụn rất là nhiều, mụn dưới da. Bây giờ Hen không bị mụn dưới da, lâu lâu thì phụ nữ mà, tới phụ nữ thì nó có vài cục. Bước tiếp theo của Hen nó là sử dụng kem dưỡng da. Nó có kem ban ngày và ban đêm, thì hôm nay Hen sẽ sử dụng kem ban đêm. Đây là kem dưỡng da ban đêm của Hen. Chúng ta nên phải sử dụng kem dưỡng da. Nên sử dụng kem dưỡng da. Lỗ chân lông hết chưa? Thì tất cả mọi thứ đều phải từ từ, đúng không? Bella sắp thi hoa hậu nha mọi người, nhớ ủng hộ người bạn thân yêu của tôi. Nhớ ủng hộ người bạn thân yêu của tôi. Đây, mỗi lần dùng xong thì Hen hay để lại.
mấy cái sản phẩm dưỡng da của mình mày phải thật kỹ, bảo hành kỹ luôn. Dưỡng da luôn luôn phải có kem dưỡng ẩm, ví dụ như là có những lúc chết rồi đấy, hơi nhiều à, sorry các bạn, thường kem dưỡng ẩm là mình cái động tác mà mình xài kem dưỡng da của mình á, tất cả các bước nên là vỗ vỗ chứ đừng có kiểu như chà ở mẹ hay 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 này. Không biết giờ livestream nó xấu mẹ mẹ có buồn không. Nhưng mà thường là phải như vậy thì kem dưỡng da nó mới thấm sâu được. Xong rồi, ngày của em xong rồi đó. Nên nhắc mọi người phải dưỡng da trước 9 giờ trước 10 giờ đêm. Tại vì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà da của mình nó hấp thụ rất là tốt. Hen không biết, Hen chưa có gặp chuyên gia, nhưng mà Hen nghe các chị em người mẫu hồi xưa đi diễn á, mấy chị cũng chia sẻ như vậy rất là nhiều. Và Hen cũng thấy như vậy, khi mà bạn dưỡng da trước 10 giờ và ngủ trước 10 giờ luôn, hoặc là ngủ đúng 10 giờ cũng được, không cần phải là trước 10 giờ, 10 giờ 55, 10 giờ 59 mà ngủ trước 10 giờ hoặc là đúng 10 giờ cũng được, hoặc là trên 10 giờ 2 phút cũng được, thì dưỡng da xong rồi đi ngủ thì cái da của bạn nó hấp thụ cái kem dưỡng rất là tốt. Rồi buổi sáng bạn rửa mặt nữa là da bạn cảm thấy tuyệt vời. Đúng rồi, ngày hôm nay đã xong những cái bước dưỡng da của Hen. Hen cảm thấy gọi là bản thân mình á, ví dụ như là khi mà mình cảm thấy yêu bản thân mình á thì mình luôn luôn muốn chăm sóc da của mình thật tốt. Với lại là nếu mà có một cái ngày mà da mình cực kỳ đẹp, mình chỉ cần kẽ chân mày, một ít mắt, đánh môi, đánh má hồng đi ra ngoài đường rất là tuyệt vời, đúng không? Nên cái việc mà có một cái làn da đẹp rất là quan trọng. Tô Hà My, hello chị yêu. Rồi xong rồi, đã xong những bước dưỡng da của Hen rồi. Một bộ sản phẩm của Oriflame Hen đang sử dụng thì xài luôn 4 bước, rất là thuận tiện. Hen thì đang xài, đây là bộ sản phẩm của Hen. Tùy theo mọi người, sản phẩm của Oriflame nó có rất là nhiều dòng khác nhau, với cái phương pháp mà các bạn muốn làm khác nhau. Từ từ nhé. Xong rồi, đây là sản phẩm của Hen sử dụng đấy. Nè, nếu mà bạn nào không nhớ em sẽ chỉ lại nhá. Cái bước này là bước xì rửa mặt, thì trong bước xì rửa mặt này là có toner luôn, thành ra là các bạn có thể bỏ qua cái bước toner gọi là nước hoa hồng. Hồi trước là có cái nước hoa hồng nữa, tức là có một cái thường là mình sẽ rửa mặt xong rồi xài nước hoa hồng, thì cái này là nó có cái phần toner đó rồi nên là không có cần phải cái lớp toner nữa. Tiếp theo thì em sẽ sử dụng sản phẩm dưỡng mắt. Dưỡng mắt này rất là hay. Có cái cây lăn massage cho con mắt, nhất là vùng da mà chỗ này này gọi là gì nhỉ, rất chỗ này nó hay rất 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 dễ dàng bị lão hóa và nhăn rất là nhiều. Bước tiếp theo của mình đó là sử dụng serum. Serum là cái điều rất là quan trọng của dưỡng da, tại vì serum á, nó giúp cho, tức là giúp cho thằng này ăn sâu vào da mình tốt hơn. Và những sản phẩm này thì đều là collagen hết. E-collagen Sky the Limiting Night Cream. Cảm ơn các bạn đã xem livestream của mình cũng như là những cái bước dưỡng da của mình. Hen hy vọng là trong thời gian tới mình tiếp tục dưỡng da với nhau. Với lại các bạn cũng chia sẻ với Hen cái cách dưỡng da của các bạn. Nếu bạn nào mà có thắc mắc nào nữa thì cứ liên hệ với Hen. Thật sự ví dụ như là da mà của các bạn á, mà là kiểu không cần phải make up hàng ngày như Hen á, da các bạn mà chăm sóc da một tí thôi là da đẹp bánh xác luôn. Hen tin là như thế. Nên phải luôn dưỡng da nha, nhất là những người trẻ phải luôn dưỡng da, để tới tuổi 30 là da mình quá đẹp. Với lại là ăn uống nữa phải cực kỳ healthy.
Nhưng mà mấy bữa nay là hen ít healthy lại rồi, bởi vì di chuyển nhiều quá. Đây, tóc siêu nhân của hen đây. Đã xong. Hen thì không có thói quen sấy, tại vì là khi mà tóc hen nó sấy nó dễ bị khô. Hen thường ví dụ như là dưỡng da giờ này xong rồi tí một hồi nữa là tóc sẽ khô, hoặc là mình dập ổ lau một tí. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng hen dưỡng da ngày hôm nay nhá. Đáng lẽ là ngày hôm nay là mọi người phải lấy sản phẩm dưỡng da của mọi người và làm cùng hen luôn. Đấy, giống siêu nhân không? Giống siêu nhân gel. Không hợp với hai mái. Tóc cũng mượt mà da cũng căng mướt. Thôi đi ngủ. Hôm nay sẽ ngủ sớm tại vì mai là hen phải dậy cũng lúc 6 giờ. Ngày mai hơi căng. Ngày mai hơi căng. Xong rồi chiều khoảng tầm mấy giờ hen bay ra Hải Phòng. Rồi di chuyển xuống Quảng Ninh. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình nhé. Chúc các bạn sẽ, nhất là những người phụ nữ, tranh thủ và biết dưỡng da cho bản thân mình. Hãy yêu lấy bản thân của mình. Và hãy có những cái sự thông minh để lựa chọn những sản phẩm tốt để dưỡng da của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Quên tí hen dưỡng môi nữa. Nhưng mà hen dưỡng thường dưỡng môi mất ong. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hen đứng ra không sao, hen đi ngủ đây. Ba ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp xinh luôn bên ta. Ba ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. À quên, chưa khoe với mọi người, hen có bằng. Tâm bằng. Đây là bằng, gọi là đây là chắc là bằng lớn nhất của hen quá. Được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam viết và tặng bác Nguyễn Xuân Phúc bằng hen. Nhưng mà có hơi thắc mắc ở chỗ này một tí thôi. Phải ghi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chứ nhỉ. Ghi công ty, ghi tên hen. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018. Và số vàng số 1. Ôi, hạnh phúc quá. Hen sẽ treo này ở đâu đây? Hạnh quá. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần dưỡng da tiếp theo. À đúng rồi, hen sau này sẽ làm một cái clip make up nữa. Bữa có bạn là comment về hen là không biết cách dán mi, hen sẽ chỉ cho các bạn mẹo để dán mi nha. Hen sẽ chỉ cho các bạn mẹo để các bạn có thể dán mi thật thật đẹp, kiểu như dán mi lúc đầu sau cũng thế đó. Họ yêu quá, hen cũng yêu tất cả mọi người. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.